Đến thời điểm hiện tại, sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia là phương án khả thi và ưu tiên nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội trong mùa tuyển sinh năm 2020. Đại học Quốc gia Hà Nội dành trên 80% chỉ tiêu xét tuyển cho các thí sinh sử dụng kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia. Các học sinh lớp 12 hãy yên tâm học tập theo chương trình học tập lớp 12 và chuẩn bị tốt sức khỏe tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để được xét tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Nếu như mà xét tuyển theo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia thì đã ổn định từ năm 2017 đến nay, và chất lượng đầu vào cũng đã được thể hiện cho các khóa đào tạo. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào kết quả thi của những năm qua cũng như là năm 2020 nếu như Bộ Giáo dục tiếp tục đồng hành và tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển 10.320 chỉ tiêu với 131 ngành hoặc chương trình đào tạo bậc đại học thông qua gần 40 tổ hợp xét tuyển. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa theo chứng chỉ A-Level, SAT, chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và điểm hai môn thi còn lại. Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển thêm 14 ngành đào tạo bậc đại học mới, trong đó những ngành có những ngành đào tạo mà lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo thí điểm phục vụ cuộc cách mạng chuyển đổi số, cuộc cách mạng 4.0 và những cái lĩnh vực mới đang được quan tâm, những vấn đề nóng về kinh tế, về tài nguyên, về môi trường đã được thực hiện trong ngày. Thì năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh những ngành đào tạo mới như vậy. Các em thí sinh cũng có nhiều cơ hội để lựa chọn vào Đại học Quốc gia Hà Nội theo những cái phương thức xét tuyển khác nhau để vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong trường hợp dịch COVID-19 kéo dài và học sinh không thể đến trường trước ngày 15 tháng 6, khiến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có thể bị hoãn lại, Đại học Quốc gia Hà Nội có tính đến phương án tuyển sinh dự phòng. Các thí sinh có kết quả học tập bậc Trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu sơ tuyển đầu vào của từng ngành đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực rút gọn toán, ngữ văn hoặc bài luận và ngoại ngữ. Cần nhấn mạnh rằng, đến thời điểm hiện tại, phương án thi riêng của Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ là dự phòng nếu không diễn ra kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020. Trong trường hợp dịch Covid kéo dài mà kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia có thể bị hoãn lại, các trường đại học mới xem xét đến phương án dự phòng, đó là tổ chức kỳ thi riêng. Trường hợp đó, Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng cái bài thi đánh giá năng lực rút gọn của bài thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ để xem xét xét tuyển. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trong thời gian tới. Ở thời điểm này, chúng ta hãy để các thí sinh yên tâm ôn tập. Dù cho Đại học Quốc gia Hà Nội hay bất kỳ trường đại học nào tổ chức kỳ thi riêng hay kỳ đều bám vào chương trình trung học phổ thông trung học quốc gia, ít xáo trộn so với đề thi trung học phổ thông quốc gia. Đại học Quốc gia Hà Nội lưu ý thí sinh dành thời gian tập trung ôn tập kiến thức và hoàn thành các bài thi mẫu định dạng của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia trong thời điểm này.